Bảo tàng Eremitage là một trong những bảo tàng lớn nhất thế giới, có diện tích hơn 233.000 m² và đang lưu giữ hơn 3 triệu hiện vật và các tác phẩm nghệ thuật. Tham gia bảo vệ di sản này có những nhân viên đặc biệt mà không phải ai khi đến đây cũng có thể nhìn thấy. Bên dưới các tòa nhà của cung điện mùa đông là nơi trú ngụ của gần 70 con mèo. Mỗi con đều có hộ chiếu, thẻ y tế và một cái tên do các nhân viên của bảo tàng Eremitage đặt. Lãnh địa của chúng là cả tầng hầm rộng lớn với những lối đi có tổng chiều dài lên đến 20 km. Ban ngày thì chúng ăn, chúng chơi và ngủ. Đây, như các bạn đang nhìn thấy ở đây. Khi đêm xuống thì chúng đi săn, chạy khắp các sảnh tầng hầm, dọc các đường ống. Nhờ điều này mà đã bảo vệ bảo tàng khỏi loài gặm nhấm. Lịch sử mèo Eremitage bắt đầu từ năm 1745, khi nữ hoàng Elizabeth Petrovna, con gái của Pierre Đại Đế, ra sắc lệnh đưa những con mèo tốt nhất từ Kazan về kinh đô Petersburg để bảo vệ các căn phòng hoàng gia khỏi sự quấy phá của chuột. Và từ đó thì những chú mèo đã trở thành người bảo vệ những tác phẩm nghệ thuật quý giá. Trong thời kỳ phong tỏa Leningrad, gần như không còn lại con mèo nào, chuột thì nhiều vô kể. Ngay sau thời điểm đó, người dân từ miền trung nước Nga, từ vùng Siberia đã gửi hàng trăm con mèo đến thành phố, trong đó có cả bảo tàng Eremitage, và hậu duệ của chúng vẫn làm việc đến hôm nay. Dù không được hưởng lương chính thức, nhưng đàn mèo Eremitage nhận được tiền quyên góp từ nhiều nhà hảo tâm, được các tình nguyện viên và nhân viên bảo tàng chăm sóc. Một điều thú vị là vào năm 2020, những chú mèo Eremitage có tên trong danh sách hưởng một phần tài sản theo di chúc của một công dân người Pháp. Đó không phải là một số tiền lớn, nhưng có ý nghĩa với chúng tôi. Số tiền được dành vào việc sửa chữa tầng hầm, nơi sinh sống của đàn mèo. Chúng tôi rất vui vì những điều này. Cùng với bảo tàng Eremitage hơn 250 tuổi, những con mèo đã trở thành một phần quan trọng của cuộc sống nơi đây. Dù không được phép vào phòng trưng bày và hiếm khi xuất hiện trước mặt khách tham quan, nhưng mèo Eremitage vẫn nổi tiếng không thua kém những tác phẩm nghệ thuật ở bảo tàng này.